vậy đó. Ủa nó có cái lỗ luôn. Có lỗ. Trời ơi, có cái lỗ gì đó hả? Ừ. Này. Tới ba miệng chứ không phải là một miệng nữa. Ba. Dạ. Bốn lần cái này nó hát được. Bởi vì bà nói là nó có ba cái miệng hả? Ừ. Ba cái miệng. Nhìn nào nó tới ba miệng, ba lỗ. Dạ. Trời ơi. Hồi đó ra mụ nhiều khi nó ngồi vậy nó xịt máu ra. Trời như mình a à, cái gì cổ gà đó xịt nhiều vậy đó các bạn. Ừ, xịt chừng nửa chén vậy đó. Dạ. Cách đây cỡ 3-4 tháng này lại gặp lần này thấy không ngờ luôn á. Dạ. Và lúc trước đó là còn nhỏ. Con nhỏ là em này còn chạy xe đi được. Dạ. Còn chạy xe đi lụm ra chai mũ được. À. Sau này chị lợi chị nhìn thấy chị hết hồn luôn. Dạ hết hồn luôn không nào ơi. Đi nằm nhà thương lên được 5 ngày ta đuổi cho đi gì. Nhà quê đi thì kiếm thuốc mang uống thuốc giường đó đó. Dạ. Uống năm gì uống đó. Dạ biết sao giờ chị gì làm nấy chứ. Dạ. Dạ chị làm sao làm gì. Đau đớn không đau đớn quá trời. Thấy cái vẻ mùng nó cột nè. Cũng khá lâu rồi cả nhà, cũng khá lâu rồi mới gặp lại chị Phép. Ừ, em chào chị nha. Dạ em chào chị. Chị khỏe không chị? Dạ khỏe. Khỏe ha. Nó thì ngày hôm trước thì kéo cái áo xuống em cài cái mic ấy. Ngày hôm trước thì chị Phép có liên hệ qua anh em nhờ đến để chia sẻ một cái hoàn cảnh á, nghe nói là rất là đặc biệt. Dạ. Gia đình thì đang gặp rất nhiều khó khăn á. Không biết là hoàn cảnh gia đình hiện giờ là như thế nào chị? Dạ em trai này còn thanh niên mới 36 tuổi à, nó bị bệnh. Bác sĩ là cho trả về là nó bị cuốn cái cò má, là bác sĩ nói là bị ung thư. Dạ. Là em thấy chị gửi cái hình đó ngay cái mặt mà sao có một cái lỗ to, là cái đó là nó bể ra hay sao chị? Cái đó là nó bể ra rồi. Trời trời. Bể ra rồi một lỗ mới lớn vậy nè. Trời trời. Bây giờ sao hoàn cảnh của em nó khó khăn quá, bây giờ xin cô bác mạnh thường quân được giúp đỡ cho em nó có tiền ăn hàng ngày. Bây giờ nó khổ lắm. Hồi đó nó còn đi làm được thì giờ mấy năm nay bệnh cỡ chừng 3 tháng nay là nó hết đi làm luôn. Hình như nghe nói là nó là 36 tuổi hả chị? Dạ 36 tuổi. Mà đi đâu đi làm không về chị? Hồi đó tao mướn gì làm nấy rồi đi làm hồ gì gì đó. À. Nghe nói là đi lượm ve chai nữa. Có. Nhiều khi nó hồi lúc trước đó, nó làm hộ có được cái nó bệnh đó, nó đi lụm ve chai. À. Rồi cái nhức quá đau quá lấy tiền lụm ve chai đó mua thuốc uống hàng ngày. Ở nhà thì có hai mẹ con mà đâu có làm gì được đâu. À. Mẹ thì già rồi. Vậy là có mình ảnh là đi làm nuôi mẹ. Dạ. À, có hai mẹ con thôi. Có hai mẹ con. Cái nặng quá ẩm cái gì đó ăn đâu cái nào chứ gì. Dạ. Ở đây đến nay không có ai gì gần nói. Dạ, từ khi mà ảnh cái bệnh anh nặng lên là anh không còn đi làm được. Đâu có đi làm đến hôm nay là bao lâu rồi chị Phép? Nghe nói đâu rồi bệnh nặng nhất là cỡ 4-5 tháng nay rồi. À, rồi không đi làm gì được hết. Đâu có đi làm gì được đâu, giờ cái mặt nó sưng dù nghĩ đi cũng được đâu, rồi đâu có tiền gì ăn đâu, nhà thấy tội lắm. Trời ơi. Mà cảnh nó thiệt là tội luôn á, như hai mẹ con à. Thì nó không rồi. Có tiền mà để đi bệnh viện điều trị luôn. Dạ. Đi nằm bệnh viện rồi bệnh viện cho về không, đâu có tiền đâu. À vô chổng rồi ta cho về. Có cho về, nói giai đoạn cuối rồi về nhà kiếm thuốc nam thuốc gì cũng đỡ đi. À. Mà nhà nó còn đi được. Còn đi đứng được nhưng dạ, mà bác dạ. sĩ nói bệnh này nặng quá rồi. Dạ, dạ. Về kiếm thuốc nam muốn dạ, đi. Dạ. Rồi nằm ở đó bác sĩ ra to mua thuốc ở ngoài cũng đâu có tiền đâu. Dạ. Rồi đâu có người chị đi làm trên thành phố rồi lâu lâu tao cũng gửi được 1 triệu, nửa triệu gì đó rồi dạ. cho mua thuốc hàng ngày hai mẹ con sống vậy đó. Dạ. Số tiền ta cũng tội nghiệp ta cho người 50% gì vậy. Dạ. Ở đây thì nằm sát lộ luôn, sát quốc dạ. lộ nên là chắc cũng hơi ồn á. Dạ. Ở nhà là phía nhà bên kia hả chị? Nhà bên đây nè. À, bây giờ mình đi qua bển đi dạ. để cho nó đỡ ồn á. Ở đây xe thì rất là ồn, cứ chị. Anh em cũng mới vừa đến đây. Ở đây là Mỹ Tiên á. Mỹ Tiên. Đây là thành Quế. Nhà của bà đây. Đây gia đình đây cả nhà. Dạ. Nghe nói nhà này cũng nhà tình thương á chị Phép. Nhà tình thương đó. Rồi cả nhà. Con chào bà nhé. Ta cho 25 triệu rồi cái mẹ thằng em này nó đi làm hồi phụ thêm được rồi chưa được tô nữa. Dạ. Chưa được tô chứ. Nhà tình. Trong chưa làm rồi nhà sao không có cửa không có gì hết. Chứ. Nhà có hai người ở thôi. Đi ở nhà. Bây giờ đi vào. Con chào bà. Ôi trời ơi. Dạ. Anh nằm đến năm gì đó hả?
cả nhà. Ủa anh đang quấn cái gì vậy chị? Em chào anh. Đắp thuốc. Trời. Nhức quá giờ đắp thuốc đỡ vậy đó. Rồi thuốc thuốc nam hả? Thuốc nam cây tôi hoài đó. Trời ơi trời cả nhà. Bệ hai tí rồi. Sao bà? Mấy cây á hả? Thuốc nam lá này lá kia đỡ nhất. Không có, nói chung là ở nhà là không có điều kiện để đi bệnh viện nên là kiếm cây này cây kia để đắp. Dạ dạ. Ở nhà cửa nè cả nhà nhìn nè. Anh tên gì vậy chị Phép? Anh tên Sa. Anh Sa, 36 tuổi. Nhà cửa của bà cũng anh có gì vợ hết. Con gì chưa? Chưa có vợ. Chưa có vợ con gì dạ. Hết. Dạ. Sống với hai mẹ con à, mẹ đây. À, đi làm mà nuôi mẹ thì không có lập gia đình luôn. Chưa có lập gia đình. Đi làm không? 2 3 5 10 2 5 10. Bà qua đây ngồi nè bà. Bà qua đây ngồi kế anh đi. Qua qua đây ngồi nè, à, ngồi ghế ngồi đây nè. Con hỏi thăm xíu. Vâng, mệt kìa. Đây mẹ của anh Sa. Để con hỏi thăm bà chút xíu nha. Dạ. Rồi để con hỏi thăm bà chút xíu nha. Cảm ơn chị nha. Dạ. Để con cài cái này đây. Hôm nay thì có chị Phép nè. Ừ, có nhờ tụi con đến để chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình mình á. Mà không biết là hiện tại là bệnh tình của ảnh sao rồi bà. Bác sĩ đi khám bác sĩ nói làm sao? Cứ nói cái bệnh này nhầm nhà thương không có được. Dạ. Phải đưa về nhà với lúc nào hả? Đi nằm nhà thương hơn được 5 ngày, ta đuổi ra đi về nhà quê đi, đi kiếm thuốc mang uống thuốc giường đó đó. Thuốc nam gì uống đó. Cái bệnh này ta có tiền nhiều rồi mà chị không hết nữa. Trời ơi. Là bệnh viện nào vậy bà? Nằm bệnh viện Sóc Trăng hả? Sóc Trăng, ta qua một cái Sóc Trăng đó. Ừ. Rồi về làm sao? Thuốc mang uống, thuốc điện ở nhà đó thôi. Đâu có tiền đâu mà đi nữa. Lúc trước nghe nói anh đi lúc mà bệnh mà chưa nặng thì anh đi nhặt ve chai đi kiếm tiền. Kiếm tiền ve chai nó ta xe đó ta cho đó. Dạ. Bây giờ là nặng quá rồi anh đau nhức quá anh nằm nặng quá luôn. Rồi đi không có được. Cái anh không có sức nó ốm nhom hết chứ người cái nhỏ. Có gì ăn đâu. Em có nằm ở nhà không có gì ăn đâu. Không có gì ăn luôn. Tiền bạc phải cho chút đỉnh bà con đi mua đồ nó cho nó ăn nhiều khi nó hút cháu không có được nữa. Rồi bà lấy cái cây gì bà đắp cho ảnh vậy? Lá gì? Lá ngoài đó, lộ. Người ta chỉ đó. À. Ngoài lộ đó, người ta chỉ đó. Rồi bà đắng rau gì đó, người ta chỉ. Rồi bà đi hái về bà dầm ra. Hai lại tôi đâm cho. Dạ. Yeah. Trời tôi mệt chết rồi, đi tôi lên máu nữa. À, bà cũng lên máu nữa. Ừ, tôi lên máu nữa. Tôi ăn uống thuốc đây. Rồi đắp vào sáng giờ hả bà? Đắp vào sáng giờ rồi hả? Đắp sáng giờ. Bây giờ anh thấy trong người sao rồi anh Sa? Thấy trong người sao? Mệt không? Có đau nhiều không? Bớt nhất rồi. Đắp cái đó bớt nhất? Nghe nói là anh tối là anh đau nhất dữ lắm hả bà? Đau nhức dữ lắm hả? Dữ lắm nên đi mua thuốc chợ đây nè, cái này nó uống nè. Dạ. Gần 2 ba hộp. Panadol. Mua Panadol uống đỡ. Đỡ nhất. Rồi đau nhức quá mua Panadol gì uống. Tôi ngủ 12 giờ sức rồi. Ồ. Ngủ không có được. Ngủ không có được. Nhức quá. Bây giờ ăn uống thì vẫn ăn uống bình thường. Ăn uống thì được bình thường. Được chút xíu thôi. Chút xíu được rồi. Nên mất sức nè. Mất sức nè. Ăn không có vô được nhiều. Dạ. Đâu có làm ăn được đâu rồi, nó không mất sức. Hồi nó ăn nhiều á chứ. Ra một ngày á nó đi đạp xe đạp nhiều khi đi tới Bạc Liêu lắm đó. Xa đi lượm ve chai ha. Dạ. Lượm ve chai nhiều khi đi tới Bạc Liêu lắm. Giống như đi kiếm tiền để về lo cho bà. Thì cứ chạy hoài đó có chai lượm cứ chạy tới tới. Chạy tới Bạc Liêu luôn. Chạy hoài. Trong khi lúc đó là cái mục đã nó nổi chưa chị? Nó nổi nó phì lên chưa? Chắc chưa đó. Chưa. Lúc đó là cái mục nó có sưng lên chưa bà? Mới cái gì nó u lên à. À mới u hả? Nó còn đi được. À, chạy sẽ được. Nó đi được cái chừng nhiều. Cái chừng phụ lên á ba. Cái này đó tới giống cái miệng mình nó tới ba miệng ba lỗ. Dạ. Trời ơi. Hồi đó ra mụ nhiều khi nó ngồi vậy nó xịt máu ra. Trời như mình cái gì cổ gà đó xịt
xịt xịt nhiều vậy đó hả bạn? Ừ, xịt chừng nửa chén vậy đó. Trời ơi. Hồi vừa hổm kêu bác sĩ thôi, không. Sao không đi cũng lột, trời cái này nó đi ra hết, nó nghĩ là sao mà đi được. Cái này bác sĩ đâu với chị được, cho chị được đi rồi. Dạ. Ý nói là nó xịt máu mũ ra hết rồi thôi à. Xịt mũ hồi, xịt máu hồi, nó hết ên á. Trời ơi, cả nhà. Nghe nói mà sợ không? Không có đáng sợ luôn. Thì sao anh? Ra 3 lần rồi đó. À, bị ra như vậy 3 lần rồi. Cả 3 xịt máu á. Dạ, 3 xịt máu. Giờ muốn coi không? Đâu bây giờ mở ra được không? Có đau không? Cho mở ra anh coi coi. Trời ơi, nó giải khẩu trang ha. Rồi lấy khẩu trang bịt lại. Dạ. Anh ngồi vậy được không? Anh ngồi vậy đi. Ngồi vậy đi. Ngồi được. Đắp. Bà đắp cái thuốc ha bà. Ừ. Dạ, tới. Sao làm quý vô à? Không kia mưa có cái nhà nhìn này cái nhà. Người chị cho ba ăn mỗi ngày thôi. À, người ta chỉ mấy cái thuốc này về cái đầu bà đi lấy và đắp cho con trai ha. À. Ôi, cái nhà. Mà chị đắp à? Ôi. Nó vậy đó. Ủa nó có cái lỗ luôn. Có lỗ. Rồi có cái lỗ gì đó hả? Ừ. Rồi nhìn đau đớn không cả nhà ơi. Nhất dữ lắm luôn á, đau đớn. Nhưng mua uống thuốc qua là đông đỡ rồi chứ không có gì. Đâu có bác sĩ nữa. Này rau gì bà nãy bà nói rau gì? Rau đắng. Rau đắng hay gì, cái gì? Rau nhút. À, rau nhút mà nghe cái mùi rau. Để đâm cái này chừng. Rau đắng hay gì, rau nhút. Bà ảnh bệnh á, bà cái tay bà nhớ rửa tay đồ kỹ nha bà. Ừ. Bác sĩ có nói cái bệnh này lây gì không bà? Không. Không có lây. Không có lây, cái này không có lây. Ừ. Trong người ảnh bệnh ra ha, phát ra. Trong người bệnh phát ra, đâu có lây đâu. Rồi bác sĩ khám, lúc đầu khám là nói bệnh gì anh Vũ, anh Sa? Khối u. Khối u trong miệng hả? Không, khối u là chúng ta nhớ rồi. Ồ. Bây giờ mình đắp cái này rồi mình có uống thuốc nam gì không bà? Có. Đâu thuốc gì đâu bà? Có thuốc này đãi đó. Đâu bà cho con coi coi. Bây giờ về nhà là uống thuốc nam. À Duyên đó hả? Cái đó ở đâu vậy? Mua Sóc Trăng á. Dạ. Đi tiệm thuốc nam á rồi chở nó đi mua tới Sóc Trăng á. Rồi nhiều khi nấu nước cái gì, cây gì trong nhà uống. Ừ. Ra hái cho cây này cây kia. Đâu anh quay em coi cây cái hộp rồi cả nhà. Ủa nó hai cái miệng, ba miệng. Ừ. Rồi cả nhà. Đây. Tới ba miệng chứ không phải là một miệng nữa. Ba. Dạ. Bốn lần cái này nó hết rồi. Rồi cả nhà. Bởi vì bà nói là nó có ba cái miệng hả? Ừ. Ba cái miệng, nhìn nào nó cái này nó ấy rồi. Rồi đau đớn biết bao nhiêu. Bây giờ là giống như nó khô là đỡ rồi đó. Cái này nó muốn lạnh rồi. Dạ. Yeah. Còn cái này nè. Đang sưng lên nha bà. Sưng lên vậy. Trời. Không có biết làm sao. Bà thấy con mình như vậy chắc bà cũng đau lòng, mà không biết làm sao để biết làm sao. Đúng rồi nhà. Chắc nó nhức ảnh trong thời gian gì rồi, nó nhức dữ lắm luôn. A Di Đà Phật. Nhìn đau đớn quá cả nhà. Anh có mệt thì anh nằm nha anh Sa. Và chị Phép sao mà chị Phép biết được cái hoàn cảnh của anh Sa hay chị? Tại vì nhà em gần đây nè. Cái em kêu chị vay dùng, giới thiệu dùng cho bên anh đó. Ừ. Rồi chị thấy mà lần trước thì thấy chút xíu à. Dạ. Cách đây cỡ 3-4 tháng này lại gặp lần này thấy không ngờ luôn á. Dạ. Và lúc trước đó là còn nhỏ. Còn nhỏ là em này còn chạy xe đi được. Dạ. Chạy xe đi lụm ra chai mũ được. Vì sao này chị lợi chị nhìn thấy chị hết hồn luôn. Dạ hết hồn luôn, không ngờ luôn á. Không ngờ đây cách đây mới có 7 tháng này mà lên tự cỡ này sưng dữ á. Rồi chứ em cũng đâu có tiền bạc gì đâu mà đi nằm bệnh viện. Ừ. Tội cũng tội lắm. Không có tiền bạc đi nằm bệnh viện. Không có đâu. Dạ, bữa này có hai mẹ con à, đâu có đâu. Dạ. Rồi nhờ người chị thì gửi tháng gì tới tháng người ta gửi được 1 triệu. 500. Dạ. Mình mua thuốc qua ngày gì đó rồi gần sớm người ta cho ít đỉnh gì đó. Hàng ngày bà có rửa vết thương đồ cho anh Sa không bà? Không. Không có rửa? Không có rửa, cái này nó cái đó. Tại vì nó còn tự động được. Tự anh làm á. Dạ.
Khăn đấy, lao đi. Ra nữa giờ. À, nó có chảy hả lao, nó có chảy không? Nó chảy ba cái nước dài, nước gì đó. Như đạo Phật. Còn mấy em đắp lại đi, đắp thuốc lại đi, thấy đắp mà nó đỡ nhất đó thì mình đắp lại đi. Đắp lại cho ảnh đi bà. Cái này đắp cho nó mát ha. Ừ, đắp cho nó mát đi. Bấy rau nhút với lại rau đắng. Ai chỉ bà vậy? Mấy thầy đó thầy chỉ rồi cái học dịch trồng trắng đó, lấy trồng trắng thay vô. Rồi cái gì? Lúa mình đi làm với côn vậy đó cho nó đỡ ra lấy cái đó lại. Giờ biết sao giờ chỉ gì là ông lấy chứ. Dạ. Chị làm sao làm gì. Đau đớn quá trời. Mở ra đắp không có hết. Ăn uống đồ cũng khó nè chị. Ở đâu vậy? Đi lấy thêm hả bà? Đi ở nhà cửa nè. Đâu đâu có đi dài xuống dưới mà nghe đó bà. Anh nằm đi. Nghe nói nhà là không có đi đi xuống dưới gì hết. Nghe nói nhà dưới là không có nhà của bà. Đất nè, cái nhà nhìn nè. Nhà tình thương. Nhà bà không có cửa sau luôn hả? Có nhà có nhiều đó. Dạ. Xin vậy đó. Không có nhà sau nhà vậy đó luôn. Rồi đi vô trong. Cái nhà nhìn nhà cửa thôi. Phía sau nhưng bà không có gì hết. Tường không à. Thôi được. Thôi được rồi, đi lên đi. Rồi. Giống như trước nhà nước cho rồi mình xây lên rồi được gì thôi. Đắp cho ảnh không? Muối nó chết. Muối gì đâu. Bà đắp thêm. Ra quá. Sao bà? Đắp thêm hả bà? Đắp thêm. Rồi đắp thêm vô đi. Rồi tháo ra rồi giờ nó góp ra bớt rồi không? Ra bớt ra đi. Đây, đây bà đắp thêm cho ảnh. Lấy. Trời ơi, mình thấy mà đau đớn gì đâu á. Tên tù ngoài luôn. Một lỗ mà nó sâu vô trong luôn á. Sâu như cái cỡ bà nó là có mấy cái miệng, giống như có ba cái miệng vậy là đúng luôn. Cái này phải có thuốc rửa đâu, hàng ngày mình rửa, vệ sinh. Hàng ngày vậy là ăn uống là bà một tay bà hết rồi. Tại tôi hai bà phải lo cho ảnh rồi. Ông cái này ngày được đi chùa đi không có nổi sao bỏ đó. Dạ. 4-5 giờ đi chùa coi cái niệm Phật hay sao đó bỏ nó được. Ừ, đúng rồi. Bỏ tới 2 ấy rồi. Dạ. Sáng lo ăn uống cho nó. Ừ. Lấy cái giải mùng á, cột nè. Rồi anh có nằm, anh có mệt thì nằm đi nghỉ cho khỏe. Sáng giờ anh ăn được gì rồi? Cơm. Sáng ăn cơm. Sáng cho anh ăn cơm hả bà? Ăn rồi. Ăn cơm với gì? Thịt hả? Đi mua sườn heo lại hầm cho nó ăn. Nó có nước canh nước gì mới núp vô. Dạ. Ăn khô không có được. Ăn khô không được. Rồi ảnh có uống sữa gì không bà? Sữa người ta cho kìa. Người ta cho đó hả? Người ta cho sữa. Sữa hộp. Ai ta cho được nhiêu đó hả? Hai hộp đang uống hết chứ còn hai hộp. Dạ. Giờ thèm cái gì rồi nấy ăn bữa hổ với thèm sầu riêng. Tha đỡ tiền ở đâu mua sầu riêng. Thèm sầu riêng. Ừ. Rồi mấy người ta đi ấy đó. Bà con người ta nghe vậy mấy ta đi dẫm ra lại ta mua cho được. Hai tới ấp cái gì đó ăn hết. Sao giờ thèm nào cho ăn cái đấy đi. Nó không có lâu đâu. Dạ. Trời ơi bà nói. Thường dễ chán bà buộc. Anh có sợ không? Anh xa. Không có sợ hả? Sợ có gì bỏ mẹ rồi ai lo cho mẹ? Không có rồi. Có anh với mẹ thôi mà lỡ anh có chuyện gì rồi bởi vì không biết mẹ sao luôn. Mẹ cũng lớn tuổi rồi bệnh đó nè.
tự nhiên cái mắc cái bệnh, thật sự cái bệnh, mấy cái bệnh hiểm nghèo dính vô bệnh này khổ quá. Bệnh nghèo không á. Dạ. Yeah. Nghèo mà. Rồi đỡ biết gì nữa. Anh nằm đi, nằm nghỉ đi. Giờ chân cẳng ông nhôm luôn nè. Cái anh đó giờ sống là không có gia đình luôn á ha bà? Không. Không sao? Không có. Ừ. Có ý có. Tội nghiệp không? Là sao? Anh bà ngồi đi, bà ngồi đi. Là sao? Vì là do hoàn cảnh hay là như thế nào mà anh không có vợ luôn? Không có vợ. Ừ. Tội nghiệp không? Tới 36 tuổi rồi mà chưa có vợ con. Đi lo đi làm không á bà ha? Dạ, mình nghèo á, đâu có đi làm không, mà muốn có vợ không khó nữa. Dạ. Ai thương mình. Ừ. Bây giờ nó ngoài đau cái chỗ cái mặt rồi, còn đau chỗ nào nữa không anh? Người mình có nhức không? Ừ. Ừ. À, đau cái chỗ trên này thôi. Ừ. Cái nhức chỗ này thôi. Dạ. Bao lâu rồi anh không vô bệnh viện? Lâu chưa? Mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi không có vô bệnh viện luôn. Mà vô chổng thì người ta kêu mình về hả? Ta không nhận hả? Ta không nhận. Ừ. Ta không cho nằm bệnh. Ta không nhận cái xin xuất viện. À, cho nằm mấy hôm rồi lại xuất viện. 6 hôm. À, 6 hôm. Cái bệnh của anh thì vô trọng có khi người ta nó không có thuốc trị hay không trị phép ha. Cho nên đâu có thuốc trị này bệnh viện. Với mình cũng không có tiền. Ừ, vô trọng không có tiền nữa. Hay mình không có tiền bạc nữa. Ừ. Nó đi mình ơn, tôi đâu có hay đâu. À, đi bệnh viện á hả? Nhất quá, ừ. Nặng quá, gom quần áo đi ơn lên xe, đi biết đi ơn luôn. Trời ơi. Không biết được nhiêu tiền. Đau quá rồi lấy đồ rồi đi mình luôn. Đi quá gom quần áo đi ơn gì đó rồi lên xe buýt luôn. Lên xe buýt rồi thấy bà con thấy vậy đó, thấy nó vậy bị đi đó. Ta cho mày 50 trăm gì được mấy trăm đi rồi. Vài bữa thì về. Vài bữa thì về. Thấy ta về tôi mừng luôn chứ, chị ta mẹ ơi về. Ta nhà thương ta đuổi rồi, ta nói đi về đi kiếm thuốc nam uống đi. Trời ơi. Ở này bệnh viện không có hết đâu. Dạ. Có tiền muốn đi Sài Gòn thì đi rồi mà thôi Sài Gòn người ta mấy trăm triệu người ta cũng không hết nữa, về chết ơn rồi. Trời ơi. Ừ. Anh biết như vậy anh nghe vậy anh buồn, anh nghe cái bệnh ảnh rồi không rồi, có chịu ông được. Kia nó mổ cái này rồi thứ này đây mổ rồi được nửa tháng người ta lạnh rồi vậy cũng chết rồi. Trời ơi. Nó không có mổ nó được sống lâu rồi, nó có tiền nó mổ nó chết lâu rồi. Mấy người nó nói gì đâu Phật. Gán niệm Phật nha anh, gán niệm Phật rồi uống thuốc nam nè, rồi đắp thuốc này kia, biết đâu mình phước chủ mai thầy trúng một cái thuốc nào đó rồi anh xẹp lại anh hết bệnh rồi sao. Đừng có buồn. Anh bệnh vậy chứ anh lo lắm, anh biết cái bệnh anh mà bác sĩ không có trị được anh lo anh buồn. Tội nghiệp. Rồi đau đớn nữa, đau đớn. Tôi nói bằng ngày thay tôi đỡ, tôi kêu người bà con ngồi bằng đêm hôm, tôi hai mẹ con không biết làm sao nữa. Cái thằng kia nó mới qua thằng kia rồi đó. Rồi sao bị gì bà? Ta có mẹ, có bà nội, có chị em ta gần đó. Mất hả bà? Nó mới mất, nó hỏi nhỏ này, nó cháu của nhỏ này đó. Dạ. Nghe nó mất rồi lại đây chị mới biết là cái anh Sa này đúng không? Biết thấy anh Sa này bệnh nặng như vậy. Ôi trời Phật. Hiện tại là gia đình mình đang gặp khó khăn gì bà? Ôi bệnh này người ta hỏi chị đâm ma, ta đừng có đi. Yeah. Đâu có đi đâu, nằm trong nhà không có được, sao đi đâm ma được. Yeah. Bệnh này người ta chị đi kỹ đâm ma nữa. Dạ. Hôm nay tụi con đến nè, bà có cái mong muốn gì không, muốn chia sẻ đến mọi người không? Cái khó khăn của mình á, với lại mình đang mong muốn cái điều gì á? Chị có mạnh ông Quân dùng giúp đỡ cho tiền cho nó ăn mỗi ngày được rồi. Không có yêu cầu gì nữa. Trời ơi. Có tiền cho nó. Qua ngày vậy, muốn bệnh gì tôi kêu ta lại chích. Yêu chung bệnh kêu lại chích nước biển này thứ nữa rồi. Cái này bệnh nào thì chưa không có được. Cái bà có không mong muốn gì hết, muốn ảnh có tiền ăn uống hàng ngày, thuốc men gì thôi. Đau quá, đau quá thì kêu bác sĩ lại. Đau quá kêu bác sĩ lại chứ tới nhà.
sĩ lại khám là bác sĩ cho chích cho mình hả bà? Chích rồi vô nước biển. Vô nước biển. À. Bác sĩ có nói cái mục đó là sao bà? Cái mục ngay mặt ảnh á. Thì nói là mục này á có tiền á đi Sài Gòn á. À, bác sĩ lại khám á. Có khám cái mục không hay là chỉ vô nước biển thôi? Vô nước biển, ta biết bệnh cái này á, trời ơi, ta bạc trăm, bạc triệu, trăm triệu á, ta không có khỏi đâu. Ây, mình không có tiền nữa, sao rồi, bà sao không đem đi Sài Gòn vậy, tôi hoàn cảnh tôi vậy, đi Sài Gòn tiền đâu. Tiền đâu ăn uống, ai người ta có đi rồi, người ta cũng không có sống nổi. À, bà cũng có thấy những cái trường hợp như vậy thấy rồi. Thấy trường hợp vậy rồi. Dạ, có tiền đó ăn uống mỗi ngày này, xong qua ngày được rồi. Dạ, giống như anh thích ăn cái gì cho anh ăn. Thích ăn cái gì cho nó ăn. Nhiều khi mình kiêm thuốc nam thuốc này kia nọ đắp cho nó êm cái này kia nọ chúng hết đó là đỡ. Thì đó, thuốc nam cái gì hay lắm, nhiều nhiều bài thuốc đó. Cái thuốc đó bà mua là ngày uống mấy viên, có định lượng chưa, ngày uống mấy viên, uống bao lâu rồi? Tháng mấy rồi. Uống được tháng mấy rồi? Hết một bục này rồi, trước một bục phòng bục nè. Hỏi bà kia uống một tháng 300, uống một tháng 300 hết tháng đó, mua lại ra mua lại 2 tháng 600. Rồi mấy người bà con ta ra người chút mới có thuốc này uống. Mà thấy bớt không anh Sa, thấy trong người uống cái thuốc này nó có đỡ chút nào không? Đỡ hả? Cái mục anh thấy nó cũng còn to lắm luôn. Nó không bớt ha. Cái chung mình nó đỡ, còn chung cái mục này nó hồi ta kêu đắp cái này để cho nó ra mũ hết xẹp rồi đắp hoài cũng vậy. Uống cái đó là giống như nó bớt đau nhất trong người thôi. Nào biết cái bài thuốc nào mà chị đắp hay gì cho ảnh đó, cho ảnh xẹp cái mục đó xuống. Giờ cũng có nhiều bài thuốc nam hay lắm. Cứ để anh nằm đau đớn như thế tội quá. Bà thì lớn tuổi, bà đâu có làm gì ra tiền đâu. Đâu có làm gì. Chắc vòng vòng hàng xóm này kia cho thôi chứ làm gì có tiền. Đừng nghiệp không có nhà. Tối là ngủ là thức sớm anh ạ, à, khuya là thức rồi. Không có ngủ nghe gì được hết, nó đau quá hay sao anh? Nó nhức. Thuốc cũng không có uống, uống thuốc đó thì nó chỉ giống như có hoa đau đau anh. Còn đêm tôi cũng ngủ không? Không có được nữa, nghe nó lên nó cũng lên nó theo đó. Tối gên hả bà? Đau gên hả anh ra hả? Nó lên ơi, uống cà phê, uống gì, châm sữa, châm gì, uống tôi sợ nó xỉu chung bếp nữa. Trời ơi. Theo. Tôi đi đâu khỏi nhà cũng không có được nữa. Thấy chị phép mà gửi cái hình qua mà sao nó sưng ngay cái mặt mà lủng một lỗ luôn. Thật sự rất là sợ đó, rất là sợ. Thì là trong vòng có mấy tháng thôi là cái mục đó nó phát ra bể luôn hả bà? Bể cái miệng ra luôn. Không có bể đó, từ từ nó nở lên cái miệng bự đó, bây giờ cái miệng này kia nữa, cái này kia nữa. Ba miệng luôn. Bởi vì bà nó nhìn giống ba cái miệng nó lỗ to. Mà giờ thì nó lúc trước nó còn ra máu hả bà, lúc mà nó bể mới bể chắc ra máu dữ lắm hả bà. Còn giờ nó đỡ. Hy vọng là đắp thuốc vô nó chịu quá, nó rút vô rồi cái đầu nó khô quá mài lại. Nó xẹp từ từ. Bà ảnh thì giờ để đi đứng đầu cũng bình thường nha bà ha, mà yếu ha. Nhờ vô nước biển chích mấy mũi đó đi được, ngồi được. Dạ. Rồi nó nằm chỗ rồi nó chừng giá tái vậy tôi đâu làm đâu có được. Trời ơi mày nặng mày làm tao. Trời. Tao lên máu nữa là thấy mày nó tao muốn một buổi sáng nó muốn chết tôi rồi. Rồi đi chợ mua rồi là quay làm đồ cho nó ăn. Dạ. Ăn rồi nó dọn dẹp đi kiếm thuốc đắp cái này cho nữa tôi đi giết. À, bà lội ghế bà cũng mệt ha, đuối sức luôn. Muốn te xỉu te ngoài đường nữa. Trời mà ráng uống thuốc lên máu hộp hai hộp rồi mới đi. Lúc trước mà anh khỏe thì bà cũng đỡ ha bà ha, còn anh đi anh lo kiếm tiền thì cũng đỡ, bây giờ dính anh bệnh như vậy bởi bà vất vả nhiều. Tụi nó làm được đó,
buôn 5 giờ lên nấu cơm gói cho nó ăn đi, giác lúa giác gì. Dạ. 9, 10 giờ đêm mới về tới nhà đi làm cho người ta. Rồi được tiền nó ăn uống hai mẹ con á. Buồn quá. Mới cái nhà làm gì không có được, cái gì tới đâu không có được không? Dạ. Bây giờ bà còn tiền không? Trong túi còn tiền nhiều không? Còn được nhiêu tiền? Ừ, bà ông bà kia cho 200 đi mua còn 100 mấy. Còn 100 mấy? Ồ, trong túi giờ còn được 100 mấy ha. Ừ. Thương bà không? Rồi đi trong cà điện nghe này ra đây còn mấy tiền của bà đã cho được 200 rồi mua này kia thì còn được 100 mấy. Đi đóng điện nãy hết 70 ngàn. Dạ. Đóng điện hả? Đóng điện á, điện. Dạ. Nước tiền điện á. Thôi thương. Ờ không đâu, không đóng người ta cắt. Nhà nước nha. Nước cắt á. Có 20 mấy ngàn. Ừ, còn 20 mấy ngàn. Ủa, là hết luôn á hả? Và nó còn 100 mấy mà đóng điện này kia là còn có 20 mấy ngàn à. Đóng tiền điện. Đóng điện mãi còn 100 mấy đóng điện nãy còn 24 ngàn. Trời. Nó đòi uống nước mía đi mua hộp đó, ta cho 10 ngàn, ta cho ta đâu có bán. Dạ. Ta cho lại. Để con hỏi bà còn tiền không, để biết, để con xin Mạnh Thường Quân cho bà, để bà bỏ túi. Không có tiền. Ừ, để bỏ túi để có cần mua cái gì á, mua cho ảnh. Ừ. Dạ. Cái anh nhìn ảnh thương quá, nói chuyện giờ cũng khó nữa, tại cái miệng nó đang sưng, ở trong nó sưng á anh hả? Ừ. Đau ở trong á, nên là anh ít nói chuyện, giờ có bó lại gì nè, cái nhà nhìn nó bó gì đó cái nhà thấy tội nghiệp ha. Tới giờ mà không có vợ anh sống như vậy là anh tính ra anh lo, anh thương mẹ mà lo cho mẹ từ còn trẻ tới giờ luôn. Đúng rồi, khổ quá. Thương tội nghiệp quá cái nhà. Hy vọng thì còn khi mà con đến á, con quay lên thì có ông bà nào thương á, rồi mua lại biết cái bài thuốc nào á cho anh uống hay đắp thuốc gì cho anh á. Ừ. Cho anh hết bệnh, vượt qua căn bệnh này. Chứ nghe bà nói căn bệnh này nguy hiểm quá, giống như mình cũng như là không còn hy vọng cái trong bệnh viện nữa. Ừ. Tội quá. Anh có mong muốn gì không? Hiện giờ anh có mong muốn gì không anh Sa? Không, anh giúp đỡ được. Gì? Muốn mỗi ngày. Dạ. Có muốn hết bệnh không? Ừ. Gán niệm Phật. Gán niệm Phật nhiều vô nha. Ừ. Anh Sa. Ừ. Anh mong muốn là cho anh có tiền ăn uống nè. Chứ anh nằm bệnh như vậy anh thấy mẹ. Bữa đó đi đạp được cái một bình nước nó lấy được. Bây giờ kêu lấy đâu có được. Yếu quá mà ha. Yếu. Uống bình nước nó không có nổi đó. Dạ. Anh yếu. Nói vậy đó mẹ. Điền đi vô. Cứ nằm mà chịu giận vậy thôi. Ai chỉ cái rau gì đó mình cứ đi làm. Chị rau thì cũng đi làm đi kiếm. Dạ. Ta đi chị nó đi kiếm thuốc lại uống nó. Được á, nửa tháng mấy mười mấy ngày giờ bỏ đi không có được thôi mẹ, con đi hết được rồi. Đạp xe đi hết nội rồi. Vậy ra cũng bỏ nữa. Dạ. Xong luôn. Thương quá cả nhà. Thôi hôm nay con đến con cũng gửi bà ít quà nha. Ừ. Thấy cái hoàn cảnh của bà nè, lớn tuổi. Rồi anh thì lại bệnh như vậy nè. Bà thương quá. Bà có mấy đứa con? Có hai đứa con thôi. Hai đứa con thôi. Là một chị của anh Sa hả bà? Chị thứ hai ở Sài Gòn á. Đi có gia đình rồi ha. Có gia đình, ta đi làm ở đó. Hai mẹ con, ba vợ chồng, ta có ta đứa con đi. Rồi có còn mình anh Sa là lo cho bà. Mà giờ gì nè, về sao? Nhà nói còn ta này lo cho bà già trong nhà về con này có bệnh nữa. Ừ. Rồi mốt không biết sao luôn đó. Ừ. Bây giờ để lấy quà nha. Ở nhà tiếc nhà đó đâu có gì mà đâu có làm gì sạch, đâu có làm gì được đó. Thùng mì với nước tương, nước mắm, đường. Đây cả nhà. Anh đi sợ trời mưa nên là con chồng cái bao lại đó, 10 ký gạo dưới này nè. Không sợ trời mưa. Mắm gì tương. Đường của anh chồng tài tình ở Sóc Trăng. Anh ở bên Mỹ á, nhưng mà anh làm từ thiện ở Sóc Trăng nên là con kêu bằng anh chồng tài tình ở Sóc Trăng rồi gửi cho bà phần quà này ha. Bên cạnh đó thì con cũng xin phép anh chồng tài tình là hỗ trợ cho bà là 500 ngàn. Dạ. Và tiếp đó thì có chú Sưng Việt Kiều Mỹ, thì con cũng xin phép chú là hỗ trợ cho gia đình của anh Sa là 500 ngàn nữa ha.
Rồi tiếp nữa thì có cô Ngọc Việt Kiều Úc cũng xin phép cô hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có cô Nam Hoàng, chú Di My Nguyễn ở Mỹ á, con xin phép cô chú là hỗ trợ 500.000. Rồi tiếp nữa thì có anh Quốc Khánh cũng ở Mỹ luôn, hỗ trợ thêm 500 nữa. Rồi cũng xin phép chị Phan Thị Hồng hỗ trợ cho gia đình là 100.000. Thì có một mạnh thường quân thì cũng gửi qua bên kênh Magina, đó là chị Lê Thị Hồng Ngọc, rồi gửi 200.000, thì con cũng xin phép rồi gửi cho hoàn cảnh của anh Sa luôn. Để thấy hoàn cảnh của anh rất là đặc biệt á. Nói thì hôm nay con đến thăm thì ngoài những phần quà của anh Trần Đại Tình thì con gửi cho gia đình mình được là 2.800.000 nha bạn. Dạ. Dạ. Đây là những tình thương của nhà hảo tâm cũng gửi quỹ qua anh em tụi con á, cũng không có được nhiều. Cảm ơn dạ. nhiều mà mấy bà con. Dạ. Dạ. Giống như bước đầu đó. Bước đầu giúp cho bà với anh gì đó. Dạ. Có tiền bà bỏ túi để bà mua đồ ăn đồ chẩm nha. Đây 2.800.000 con gửi cho bà nha. Đây 500, 1.000.000, 2.000.000, 2.500.000 với 300 nữa ha, là 2.800.000. Dạ. Đây là những tình thương của quý nhà hảo tâm cũng gửi cho gia đình á, để cho lo cho anh Sa, cho tới anh tội nghiệp quá cả nhà ơi. Đó. Bên cạnh đó thì đây con gửi cho bà hộp thuốc ha, đây hộp thuốc cảm đây của vợ chồng chú Nam ở bên Úc á, nó giống Panadol gì đó bà. Đó. Con để cho nó bị xúc cái hộp rồi. Đó hộp thuốc đó có bị cảm sốt thì uống 2 viên nha bà. Dạ. Của vợ chồng chú Nam ở bên Úc rồi gửi. Còn đây chai dầu này của chị Tệ Nghi. Dạ. Dầu gió ha. Có đau nhất thì bà cũng xích được. Còn đây là hộp thuốc bột nghệ đen đây. Đây bột nghệ đen cao trung sơn. Đó là bột nghệ đen. Đúng rồi. Đốt Nam đó. Cái này là bên công ty cao trung sơn gửi đi hỗ trợ những người bệnh á. Nó khi mà sáng á. Nó bệnh nghèo á. Đâu mà mở ra coi đây. Cái này uống là nhiêu? Sáng một muỗng. Muỗng cà phê hả? Dạ đúng rồi, sáng muỗng tối muỗng pha như nước ấm. Nước ấm ha, đừng nước sôi quá nha. Cho anh uống thử coi như thế nào. Nếu mà có hiệu quả thì mình tiếp tục để mình uống. Cái này là uống khoảng 10-20 ngày á. Dạ. Uống sáng chiều hả? Dạ đúng rồi. Sau bữa ăn, ăn xong rồi uống. Dạ. Đây là thuốc nam nên là mình có thể dùng thuốc tây được bình thường nha bà. Không sao hết, nó giống thuốc kia vậy đó, thuốc nam. Đó, thì hôm nay đến thì con gửi những cái phần quà này cho gia đình mình giống như bước đầu vậy đó. Cảm ơn nhiều. Dạ. Anh mừng không? Anh mừng không anh sao? Cảm ơn. Cố gắng lên nha anh. Nó mừng cái hũ thuốc này uống chung. Dạ. Đây. Bây giờ có nhiều người uống cái bột này là hay lắm. Này là hũ này là bên từ thiện. Còn cái hộp kia nó bự hơn, nếu mà anh uống bớt nữa em đem cái hộp kia qua cho anh uống. Rất là thương anh Sa cả nhà. Cảm ơn nhiều. Và cảm ơn mạnh thường quân nha. Thương bà. Ở đây thì chắc bà con này kia giúp thì cũng có 100-200. Dạ. Chứ cũng không có nhiều. Không có nhiều. Bà xài thì bà cũng hết ngày ta ngày. Ta cũng không có gì. Ta hoàn cảnh ta cũng làm ăn, ta cũng khó khăn gì. Hy vọng thì sau khi mà tụi con đăng tải video lên thì mạnh thường quân á thương đủ duyên rồi tiếp tục giúp cho anh Sa để có tiền nữa để mình tiếp tục để thuốc men đồ cho ảnh. Chứ giờ thấy anh nằm như vậy rồi. Cô của nó uống cái này đỡ thì cho phép nó xin thêm. Xin thêm. Dạ. Xin của bên công ty Con Sơn hoặc là xin của Mạnh Thường Quân thêm để cho anh uống. Chưa thấy anh trời giờ băng. Cái này lấy cái giải mùng băng cho ảnh ha bà. Chứ không có cái bông băng lấy cái giải mùng hay gì nè. Đâu có cái này mùng cắt cái này đó ở ngoài đừng cho nó lọt ra. Dạ. Cái khẩu trang anh bịch lại. Cái khẩu trang bịch lại. Dạ. Khẩu trang nó bịch lại. Có tiền mà mua khăn giấy gì đó thêm cho ảnh đi bà. Cái nào cần thiết á mua cho ảnh khăn giấy nè. Khăn giấy để lau á. Cái nào khăn giấy này có nè. Dạ. Cái nào hết á mua cho ảnh. Hết hộp vừa luôn hộp nữa nè. Hộp tới 25 ngàn đó. Ồ, 25 ngàn. Trời ơi. Thương quá.
vô hoàn cảnh đây cho chút định lại ra thuốc mang cho nó ra này ra kia nó rồi hết rồi. Được mấy hộp sữa ha, anh có thèm á mua cho anh mấy hộp nữa để cho anh uống sữa bà. Thèm sầu riêng. Sữa này thì đâu có, nhỏ kia con ta đi làm công ty ta gửi xuống á. Thường quá. Thôi cố gắng lên nha anh nghỉ ngơi ha, tụi em đến thì chia sẻ gì thôi, hỏi thăm về hoàn cảnh của anh á. Thương quá cả nhà, cố gắng lên để hết bệnh. Chỉ mong cho anh hết bệnh thôi. Bệnh sư này ta đi hết mấy người rồi. Bà nói gì nghe. Tôi đâu có yêu cầu cái gì. Nghe cho gì nó, cho nó tiền bạc nó ăn mỗi ngày xong qua ngày rồi. Rồi kiếm thuốc kiếm này đắp cho. Sống ngày nào hay ngày mấy. Nói chuyện không rõ nó rồi mua thuốc mang đi chích là... này kia nọ cho nó. Nó sống ngày nào hay ngày nào. Vô nước biển này kia nọ. Dạ chán uống thuốc rồi vô chán để bọc vô, chán uống thuốc vô. Ăn uống rồi vô để cho nó có sức khỏe. Có chị thì mình từ từ dùng thuốc nam. Giờ cũng còn nhiều bài thuốc nam hay lắm, người chờ Phật phù hộ cho anh. Để cho anh lo cho bà, cho mẹ. Chứ mà anh mà có bệnh hệ gì thì không biết bà mốt sống sao luôn, có mình luôn đó. Tội lắm. Bây giờ là Phật. Thật sự thì không biết nói gì hơn nữa ngoài lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Của ít lòng nhiều, mỗi người chung tay một ít đó thì giúp cho anh Sa 36 tuổi ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng cả nhà, mắc bệnh một căn bệnh ung thư. Cái này kêu bằng ung thư lưỡi hả bà? Ung thư này ung thư gì trời? Cái này kêu bằng ung thư miệng hàm rồi. Hàm. Dạ. Sưng lên rồi giờ là cũng nguyên cái lỗ cả nhà. Thì còn mong cho những là uống thuốc rồi hết bệnh đó. Thì em cũng xin phép em chào ha, chào anh ha, con chào bà nha, bà giữ gìn sức khỏe. Chào cất bà. Tiền đi rồi bà lo cho anh. Để con lấy cho. Rồi cất tiền đi ha, rồi lo cho anh nha. Thì nãy thì em cũng mới vào á, cũng như là hỏi thăm gia đình. Còn chào cô nha. Chào cô. Cô ăn đây hả? Dạ. Cô thấy hoàn cảnh của anh Sa sao cô? Thấy tội nghiệp lắm. À. Không có tiền bạc gì, tôi hãy gom được bao hai bao đồ dắt chai nó kêu qua lấy rồi ba. Có tiền bạc quá. Cho lúc trước anh đi bằng cái xe này hả cô? Cái xe này. Cái xe này đây. Tôi còn khỏe thì chạy đi lượn. Chiếc xe đạp. Bây giờ cũng như hết hơi rồi nặng. Biết bệnh nặng rồi nghỉ đi cỡ 10 ngày nửa tháng thấy nằm một chỗ đó. Thấy cái thường mà nó sưng. Nó sưng nó đúng rồi, bể rồi. Bể miệng ra luôn. Ừ. Trời ơi trời. Nghe nói ra máu vô lắm. Tiền mua thuốc uống rồi mình không có tiền mua liền tí thay lại lắm. Nữa cửa nữa. À, không có tiền mua thuốc rửa này kia đàng hoàng ha. Mình ăn mày ăn vậy mày đi chùa lắm. Mình vui câu ăn nữa. Ở xóm ta tự nhiên có người cho chút định gì ha. Đó chứ giờ có thấy như vậy rồi đâu có thu nhập đâu, nhà không có thu nhập luôn. Không đâu, thấy nghe nó con gái thì tháng gửi 1 triệu gì cũng đâu có đủ nhiêu đâu. Không đủ đâu. Không đủ đâu. Điện chứ nước này kia hồi nó còn khỏe thì nó đạp đi mua nó tiền thuốc tiền đi nọ thì đưa từ bây giờ. Nó bệnh nặng người bác sĩ cho về nè. Dạ vậy đi nằm một ê á mình êm chắc vậy nó về một ê mình êm luôn. Dạ tội quá rồi nha. Cũng may là có chị phép cũng kết nối anh em con á. Bữa mà lại đám rồi tôi nói phép đi. Không ấy dùng giấy thị đấy thấy tụi người nhà con giống như người trong trước thì mình thấy có chút xíu nó không có đến đổi. Dạ đi cách đây có mấy tháng nay mình thấy nó khác rồi quá trời nó khác ra nó bự nó bể luôn bể rồi. Phải thay rồi. Nghe nói là có nhiều người cũng đây cũng nhiều người bị như vậy và cũng như là đã cái đi luôn mất luôn. Hồi đi nằm mình êm đó ăn đấy mà trước đó nếu mà có tiền chỉ thì bác sĩ nói còn cũng được. Bây giờ nó hơi nặng rồi ta cho về rồi nằm được tấn. Bác sĩ nói nặng rồi về đây. Nếu mà đi sớm á nha. Đi sớm á có tiền đi sớm. Lúc đó tính kêu phép giới thiệu mà thấy nó còn đi đằng này đằng nọ nó chưa sưng bự. Dạ. Đi sưng bự á. Dạ. À là lúc trước. Lúc trước là cô cũng tính nhờ anh em con đến để chia sẻ. Tính nhà vì tôi nói thấy nó còn chạy xe đi lượn trên trai địa thì sợ giới thiệu sau này phải ta nói. Vì nếu mà có tiền lúc trước á thì đi chỉ chặt được. Bác sĩ nói đi sau này là thấy nó nặng quá rồi. Chào cô.
nó sưng sưng, nó sưng bự rồi. Vì lúc trước là đã biết cái hoàn cảnh gia đình rồi, nhưng mà mình sợ là khi mà kêu gọi lên sớm quá, lên thấy ảnh bình thường, sợ thấy ảnh đi chạy xe lượm da chai được á, sợ sao dạ. Mới còn khỏe vậy mà giới thiệu gì đó, hai người không có tiền chỉ đợi đến nay mấy người chịu mình em về đi nằm được một tình về về mình ơn cô ăn sớm này, cô ăn sớm hả? Dạ cái đồng nghiệp quá. Chào cô. Dạ. Mới có 36 tuổi à, mà mắc cái căn bệnh thật sự quá sợ luôn. Chưa có vợ con gì hết. Ừ. Chưa có vợ con gì hết á. Bây giờ bệnh đúng là nhiều cái. Dạ. Mình cô cho lớn tuổi mà. Rồi chăm cho lo. Nóng quá, nóng quá. À, đi ra ngoài ngồi đi cho nó mát anh. Chung là mấy cô rồi thấy cái hoàn cảnh này thì cũng mong muốn là mạnh thường quân mong giúp đỡ cảnh nha. Mong muốn thấy tội nghiệp á, lúc trước á phải nói với thép và thép nói không muốn đi ăn cái chuyện á, chị mới thấy nó bạn chạy xe lượm dắt trai nè. Ừ. Rồi sao mày giới thiệu được, rồi lúc đó thì nó có tiền là chị được nói tới sưng bự, rồi bác sĩ nói chị không được đâu, về nhà đi kiếm thuốc á, thuốc nam, thuốc nam uống đi. Bây giờ nó thì nó bể rồi đó. Dạ. Yeah. Bể rồi. Rồi ăn đi được, nói thôi tất rõ luôn. Giờ ông giúp anh có tiền để đỡ lo. Mà đỡ lo. Ta nói mày đừng có thằng đi lượm da chai nữa. Về nhà đây rồi ta thấy cho tiền chút định đi mua cái mì. Chạy xe sợ nó vậy nó đau nữa, nó nhức nữa. Nó nói không có tiền mẹ thì đi chùa. Không có tiền cho mẹ đi chùa hả? Có mẹ tới ngày gầm đó, ngày gầm đi chùa ấy. Kiếm tiền cho mẹ đi chùa. Dạ. Tới ngày gầm đem cơm đi đó, mẹ đi đó cho 20-30 tiền để nào nhiều năm tuổi. Thì mua thuốc uống chị nhất đỡ. Dạ. Thường quá. Mình còn sớm mà thấy cái hoàn cảnh này. Mười ba, ngày tháng mà nó uống vậy. Vẻ quá trời luôn rồi. Nó mà nó mở cái miệng ra luôn à. Nó hơi sưng sưng nhưng mà bác sĩ đã biết rồi. À, biết cái bệnh đó nha. Biết bệnh đó mà không có tiền trị nữa, cũng như vậy về. Dạ. Cảm ơn quá. Cảm ơn cô nha, cảm ơn những chia sẻ của cô nha. Tôi đã tiếp lại nha, nhỏ cháu tôi cũng mừng. Thấy tội nghiệp mẹ nè, đi chùa ngồi lo cho nó nữa. Thì cô nói là lợi tiếp gia đình thì cũng mừng. Mừng lắm mà dù. Thì rồi. Không có tiền bạc, không có dạ. Gạo. Nãy con hỏi còn nhiêu tiền, nó còn hai mấy ngàn à. Cái túi trả tiền điện, tiền nước gì đó còn hai mấy ngàn đấy tội nghiệp. Không có tiền đâu, dạ. Nó còn nó khỏe, nó chạy đi lượm thì được tiền cho mẹ. Dạ, rồi cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, thì cô sớm chia sẻ về con cảnh này. Chống nóng quá anh Sa. Rồi ra ngồi cái này cả nhà. Ra đây mới thấy rõ cả nhà. Dạ. Và lấy quạt ra quạt kìa. Không thường không. Rồi giờ chắc hay uống đi về chị Phép ơi. Chị Phép có gửi lời nào đến tất cả khán giả của Mạnh Thường Quân không? Dạ em cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm, giúp đỡ được cho em này được số tiền. Dạ. Giờ có gửi tiền nãy rồi là cho nó chích. Dạ. Nó đau quá cho nó chích mũi rồi vô nước biển gì. Dạ. Chúng là đỡ đau ngày nào là hay ngày đó nha chị nha, thấy bộ. Chứ ngày nào đỡ ngày nấy, chứ giờ biết sao, giờ nó sưng quá trời không biết sao. Bây giờ ngày nào tới ngày nấy đi. Rồi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn khán giả, cảm ơn chị Phép nha để kết nối hoàn cảnh của anh Sa đến cho mọi người nha. Chị Phép như là mọi người ở đây là tạm khép video này ở đây, hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả của Mạnh Thường Quân trong những video tiếp theo ha. Rồi chào chị, chào cô luôn nha. Dạ, chào cô, rồi. Chào chị. Dạ. Rồi dạ. Chào bà nha, chào anh. Dạ, dạ. Chào bà luôn. Dạ. Rồi, thương không? Cả nhà.